thưa quý vị đại biểu khách quý cùng toàn thể nhân dân. Đạo diễn Phạm Văn Khoa dựa theo những tác phẩm để đời của nhà văn Nam Cao gồm Sống Mòn, Chí Bèo và Lão Hạc để dựng lên một bộ phim xưa nhưng không bao giờ cũ. Làm vũ đài ngày ấy trong kiệt tác kinh điển của điện ảnh Việt Nam ở thế kỷ 20, chắc chắn sẽ không ai quên được hai nhân vật Chí Bèo Thị Nở. Tác phẩm có cả những tiếng cười và giọt nước mắt, xót thương cho những cảnh đời ngang trái. Tiểu phẩm Thị Nở Chí Bèo với sự tham gia của các diễn viên đến từ câu lạc bộ văn nghệ Hội Phụ Nữ khu 5 Đà Nẵng, với các diễn viên Hồng Luyến trong vai Chí Bèo, Minh Đức trong vai Thị Nở, Bích Miến trong vai Bà Cung Thị Nở. Và ngay sau đây xin mời quý vị đại biểu khách quý cùng quý bà con nhân dân về sự đồng hồ sẽ cùng nổ những tràng pháo tay thật rõ rã để chào đón tiểu phẩm Thị Nở Chí Bèo với sự thể hiện của câu lạc bộ phụ nữ khu 5 Đà Nẵng. Một tràng pháo tay thật rõ rã của toàn thể quý vị. Cắn ca
ăn tỉnh thế nào mà chịu lấy mày. Họ là chó cũng có vây hoa, gà cũng có vây lấy cái con gà. Thế còn cô đấy thầy, tao thì sao? Ngân nay tuổi đâu rồi? Cũng ma nào nó thèm rước đâu ta. Không muốn mày, mày đây rỉa đắp bà. Nở, nở, nở. Ô kìa, nằm xuống đây để cho cô dậy nhanh lên. Nằm xuống. Nằm. Mày nghe cô dạy đây nhá, thầy bu mày mất sớm, cô nuôi mày từ đỏ hòn đến rờ, đói thì cho sạch, rách thì cho thơm, thế cho nên là cô dạy thì mày phải nghe.
kiến. Mẹ cha cả cái làng vũ đại chúng mày. Mẹ cha thằng bá kiến. Mẹ cha cả cái làng vũ đại chúng mày. Sao chúng mày trốn đi đâu hết cả rồi? Không đứa nào thèm ra đây chửi nhau với ông à? Đã thế ông không thèm chửi chúng mày nữa. Ông trách đứa nào nó đã đè ra ông? Nó đè ông ra không một ngày Nine.
mồm. Được tiền, Chí sẽ mua cho Nở một cái khung cửi thật đẹp. Nở chỉ ở nhà giặt cửi rồi đem ra chợ bán. Nở sẽ nấu cơm cho Chí ăn, xách nước cho Chí tắm. Có tiền, Chí sẽ mua cho Nở một cái khung cửi thật to. Hàng ngày hai đứa mình dệt vải. Dệt vải xong rồi Chúng mình sẽ dệt. Dạ gì cơ? Dẹp Chí. Nở. Đôi ta như chiều bói rừng, như kẹo với cột tường với môi
tôi chết rồi, tôi chết rồi. Ôi trời ơi, thì ra là con nở. Tao muốn mày. Con ơi, thế là mất trắng rồi con ạ. Ừ mất, ừ mất, ừ mất. Đây, 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 đấy. Nó lại còn bảo ừ mất, ừ mất. Thằng Chí, thằng Rời đánh thánh mật kia. Mày làm hại đời cháu bà. Bà thì bà cho mày một một. Ôi giời ơi. Nở ơi. Nở. Nở. Ừ. Lại đây cô Bảo. Nhanh lên con. Con trói cái thằng Chí lại cho cô. Trói nó lại. Nở ơi, nở ơi. Lại đi. Nhanh lên con. Rồi ơi. Cô hỏi này. Thế cái thằng Chí nó là của con rồi à? Thôi được rồi. Cả hai đứa về xách nước cho cô. Phẩm thì nở Chí Phèo và với những tiếng cười, những giọt nước mắt và đặc biệt với ước nguyện của những người những người sức nà bật cùng trong sáu người. Và lúc này đây thì đoàn đã đón nhận được tình cảm của toàn thể quý vị đại biểu khách quý, quý bà con nhân dân, và xin trân trọng kính mời quý vị cùng nổ một tràng pháo tay thật rộn rã để chúc mừng Tiểu Phẩm đã thành công. Dạ vâng, đó là những nghệ sĩ thông chuyên. Ngày ngày thì với công việc đồng áng và buổi tối thì các cô các bác đã dày công tập luyện để mang đến một tác phẩm rất tuyệt vời trong buổi tối ngày hôm nay.